chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Em xin chào chị, anh chị Gina Nguyễn. Thì hôm nay em sẽ đi thể theo cầu của chị Gina Nguyễn. Xin lỗi là em không biết là anh hay là chị, em cứ xưng hô anh chị. Em thể theo cầu anh chị thì em đi cái hẻm 100 Trận Đạo đi ra hướng Bùi Viện để khơi gợi chút hình ảnh gì đó về kỷ niệm xưa của chị nha. Và hy vọng sẽ có thêm nhiều kỷ niệm của các cô chú anh chị khác. Thì cho em xin cái comment để mình để chia sẻ nhau nhiều hơn nha. Đây là ngã tư Trần Hưng Đạo và Đề Thám. Nếu mình quẹo phải thì mình đi về chợ Bến Thành, còn quẹo trái thì mình đi về chợ lớn. Quẹo trái chút xíu thì có cái hẻm 100, tới nữa thì có hẻm 120, hẻm Nguyễn Dụng, hẻm của chị, đi vô nhà của chị Lệ, anh Thơ, chị cũng ở bên Hoa Kỳ luôn. Hẻm đó thì bữa em đi rồi, hẻm 100 thì em chưa đi thôi. Giờ em đi video này em thực hiện bằng xe máy nha, để sẵn trên đường đi làm luôn cho nó tiện. Nếu mà đi bộ phải để tới ngày chủ nhật mới đi được. Ngày chủ nhật thì phải có việc phải đi đi tỉnh, không có Sài Gòn nên sợ là sẽ chậm trễ. Đó, mình quẹo phải ha, cặp chưa lệ. Mình vừa đi qua chung cư 62 82 Trận Đạo. Trường Hưng Đạo ngày xưa ha.
mình rẽ phải mình ra chợ Thái Bình. Sẵn gợi nhớ lắm cho cô chú anh chị mình xem. Không biết thông qua cái video thì cái hẻm 100 đó thì anh chị đã nhận thấy cái địa điểm kỷ niệm mình chưa ha? Hẻm đó rất là lớn. Nhưng mà cuối hẻm thì có cái con hẻm nhỏ để đi thông ra bùi viện. Hẻm đó là hẻm xe hơi chạy cũng được. Nhưng mà cuối hẻm thì không có chạy xe hơi được, chỉ chạy xe máy và đi bộ thôi. Tên Hòa Bình nữa, cứ lộn con chợ Hòa Bình và chợ Thái Bình hoài. Anh chị cảm nè. Đó, phía trước mình là rạp Khải Hoàn năm xưa nè. Sau bao cuộc đổi thay thì bây giờ không biết cái nhà đó là thuộc sở hữu của ai. Thấy cho thuê rất là nhiều chủ à. Cái siêu thị điện máy rồi lập kho rồi quán bar rồi giờ là cà phê rất là nhiều. Tiếp tục đi trên con đường Bắc Bình nha.
dịp nhìn lại cái hẻm 100 Trần Hưng Đạo nha. Nếu mà các anh chị nhìn chưa rõ thì có thể comment lại để em có thể quay lại cho các anh chị rõ hơn. Tại vì thông qua cái comment ngắn gọn thì em không thể nào mà quay hết theo như ý của mọi người được. Nếu được các anh chị cứ comment và chia sẻ kỷ niệm nhiều hơn tí thì em sẽ quay chi tiết để hợp ý mình hơn nha. Có gì nhờ anh chị đóng góp thêm để nội dung của mình thêm hoàn chỉnh và phong phú hơn. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mừng ngày mới vui vẻ nha. Và bây giờ đến đây thì cái video của chúng ta sẽ tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các cô chú anh chị các bạn trong những video tiếp theo nhé. Nếu thấy nội dung hữu ích thì vui lòng chia sẻ cho bạn bè mình cùng xem để biết đâu gặp lại bạn xưa. Rồi chào tạm biệt mọi người. Đây là đường Trần Bình Trọng và ngã tư Trần Phú. Cái bên này có hồ bơi Lam Sơn.